Xin kính chào quý vị và các bạn. Là thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là các tuyển thủ Việt Nam của chúng ta đang gặp chấn thương rất là nhiều. Và nguyên nhân vì sao và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Đâu là những cái nguyên nhân nó mang tính cội rễ? Thì ngày hôm nay chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, là bác sĩ trưởng của đội U23 Việt Nam của chúng ta dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu. Xin được hỏi bác sĩ Thủy một điều là kể từ vòng chung kết U23 Thường Châu đến bây giờ thì rất nhiều những cầu thủ của chúng ta bị chấn thương, thậm chí là có những chấn thương rất là nặng. Thì cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái tình trạng chấn thương của các cầu thủ? Đúng như anh nói thì trong thời gian gần đây thì cũng có rất nhiều những cái cầu thủ trụ cột của chúng ta chấn thương rất nặng và dẫn đến cần phải phẫu thuật. Chấn thương thể thao nói chung cũng giống như là chấn thương trong bóng đá nói riêng thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái điều đầu tiên thì để phòng tránh tất cả những cái chấn thương thể thao thì luôn luôn là từng cầu thủ cũng đã luôn luôn phải trang bị cho mình những cái kiến thức nhất định về phòng tránh chấn thương trong thể thao cho chính bản thân mình cũng như là cho đồng đội. Cái thứ hai nữa luôn luôn là đảm bảo được cái nguồn thể lực được tốt nhất, sung mãn nhất. Đấy. Cái thứ ba là những cái mà từ sân bãi rồi là tập luyện hay là những cái là cung cấp năng lượng bồi phủ nước và điện giải hết sức là đầy đủ. Kể cả những cái trường hợp mà mới ốm dậy hay là cơ thể nó không được khỏe mạnh hay là những cái mà những cái chấn thương kéo dài thì bắt buộc là phải điều trị cho nó triệt để đi rồi mới được chơi thể thao với cái cường độ cao. Thực ra thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến chấn thương, nhưng một trong những cái mà chúng ta mong muốn để các cầu thủ của chúng ta hiểu hơn làm thế nào để bảo vệ mình tốt hơn thì một trong những cái nguyên nhân mà kể từ vòng chung kết U23 châu Á đến bây giờ 18 tháng trôi qua rồi thì Quang Hải đã thi đấu đến trận thứ 100 rồi. Và chúng ta thấy là đấy là một cái mật độ nó quá là kinh khủng. Liệu cái tình trạng quá tải nó có phải là một nguyên nhân chính khiến cho rất nhiều các cầu thủ của chúng ta bị chấn thương hay không, thưa bác sĩ? Đấy cũng là một cái em cũng nghĩ là khá là quan trọng trong cái để xảy ra những cái trường hợp như thế. Em có nhớ có một cái kinh nghiệm của cầu thủ Văn Quyết ấy, cũng có nói là khi nào mà con người em mà thực sự là nó khỏe mạnh, thực sự sung mãn thì em mới ra em thi đấu. Cụ thể là để mà check được cái việc đó là thực sự là có bị quá tải, có được khỏe mạnh hay không ấy, thì là em chỉ nắm thật chặt tay này. Nếu như mà cái nắm tay của em nó thật chặt thì lúc đấy là em có thể là đáp ứng được. Còn nếu hôm nào mà nó yếu là biết là không đủ là em cũng sẽ không chơi. Đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là em cũng muốn là chia sẻ. Nhưng mà thực ra thì không phải cầu thủ nào cũng được quyền quyết định là mình sẽ nghỉ trận tới. Bởi vì có rất nhiều những cái đội bóng ấy, thì những cầu thủ này họ là trụ cột, họ không thể nào nghỉ được. Bởi vì nếu mà họ nghỉ là cái thành tích của câu lạc bộ xuống dốc ngay lập tức thì nó sẽ rất là khó. Bây giờ với tư cách là một bác sĩ thì Thủy sẽ khuyên các cầu thủ như thế nào để có thể tránh được cái tình trạng quá tải và hạn chế cái nguy cơ bị chấn thương? Để mà tránh được cái sự quá tải đấy thì luôn luôn là mình phải trang bị cho mình những cái kiến thức đầy đủ để chăm sóc cơ thể bản thân cũng như là để phòng tránh chấn thương. Đấy, rồi là sau khi tập luyện và thi đấu thì đều phải có những cái phương pháp hồi phục nhất định, từ phương pháp bằng sư phạm rồi là sư phạm về vật lý trị liệu. Đấy, cái thứ ba nữa là về cái dinh dưỡng nó phải rất là tốt. Còn mỗi một cầu thủ như bộ phận y tế của mỗi câu lạc bộ hay là của các đội tuyển đấy thì luôn luôn cũng phải là chú trọng nhiều hơn, tốt hơn và để chăm sóc được tốt nhất cho các cầu thủ để hồi phục làm sao được tốt nhất. Còn nếu như mà đang có một cái dấu hiệu ví dụ là đau ốm hay là cảm thấy là cơ thể nó chưa được hồi phục hoàn toàn ấy thì cũng cần phải có khoảng thời gian thêm cũng như là chăm sóc tốt hơn nữa. Trong bóng đá chuyên nghiệp là người ta luôn luôn đào tạo một cầu thủ là tất cả trong một, là bác sĩ của chính mình, là huấn luyện viên của chính mình, là bác sĩ tâm lý của chính mình. Thế bây giờ làm thế nào để các cầu thủ có thể có được những kiến thức để họ biết rằng lúc này là họ không đang ở trong trạng thái tốt nhất, hoặc là để tránh cái tình trạng ví dụ như là quá tải hoặc căng cơ, họ biết tự chăm sóc mình thì họ nên học ở đâu? Ta đối với cái ngành y học thể thao của mình nói chung ấy, và cụ thể cho chăm sóc cho tất cả cầu thủ nói riêng thì mình đến bây giờ thì hiện tại bây giờ cũng đang bị thiếu trong cái việc đó. Tất cả những cái cầu thủ thì cũng được chúng em cũng chia sẻ nhưng mà chưa tổ chức được những cái lớp học cụ thể để mà chia sẻ cho các huấn luyện viên cũng như các cầu thủ được cặn kẽ và đầy đủ nhất
Tuy nhiên thì bây giờ tất cả các cái huấn luyện viên, bây giờ trong tất cả những cái lớp về huấn luyện viên ấy cũng đã được đào tạo những cái đó cũng khá là kỹ rồi. Nhưng mà để mà truyền đạt lại cho các cầu thủ và để cho tất cả mọi người cũng biết được được cái vấn đề mấu chốt của nó ở đâu ấy thì thực sự mà nói là vẫn chưa được thực sự là đầy đủ. Xin được kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật như thế này. Là có một cầu thủ họ bị đứt cái cơ đùi này và họ đã về họ lấy cái cao con hổ ấy, họ bóp vào và cuối cùng nó bị chảy máu trong. Sáng ngày hôm sau ra là cái đùi tím bầm. Và khi mà mang ra các bác sĩ ở ngoài này thì họ ấy bảo là thực ra là từ một cái chấn thương xong rồi bây giờ lại chính cầu thủ làm cho nó lại tệ hơn. Và bây giờ cầu thủ đấy thì đã treo giày rồi. Thành ra là chúng ta thấy là đấy là những cái câu chuyện mà khiến chúng ta cảm thấy là rất là buồn. Rất là buồn vì các bạn ấy không có kiến thức để tự chăm sóc mình. Và một phần là cũng do là các câu lạc bộ họ cũng chưa thực sự quan tâm về yếu tố này. Là một bác sĩ thì Thủy có một cái đề xuất gì đấy cho các câu lạc bộ về cái việc mà phổ biến kiến thức về mặt y học cho các cầu thủ không? Hàng năm thì cũng liên đoàn cũng có tổ chức được một lần đào tạo trong vòng khoảng 2-3 ngày đó, là phối hợp giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia chúng em và Bệnh viện Thể thao cùng liên đoàn thì cũng có chia sẻ cho tất cả các bộ phận y tế của tất cả các câu lạc bộ. Nhưng mà với một lần được mấy ngày thì thực ra nó cũng chưa là đủ và cũng không phải là hoàn toàn là năm nào cũng làm được tổ chức được cái việc đó đó. Và cái kiến thức của tất cả các cầu thủ thì cũng đa phần đấy là ví dụ như là trước đây chúng em cũng các bạn có những cái cầu thủ được tập trung đội tuyển đấy thì chúng em cũng chia sẻ và chăm sóc các bạn đấy thì các bạn cũng chia sẻ lại cho tất cả các bạn đấy thôi. Hay là có những cái trang Facebook, fanpage của chúng em thì chúng em cũng chia sẻ những cái bài như vậy thôi. Nó hoàn toàn mang tính chất là nó cũng nhỏ lẻ, nó cũng chưa được mang tính chất là quy tụ để làm sao được đầy đủ nhất. Thực ra thì khi mà chúng ta mà theo dõi những cái nền bóng đá họ phát triển, ấy, ví dụ là Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì mỗi một năm họ sẽ có một vài những cuộc hội thảo. Nhưng mà cái bộ phận chuyên môn ấy, họ sẽ viết thành sách. Sau đấy là những cái cuốn sách đấy sẽ được chuyển về cho các câu lạc bộ và chuyển đến tay các cầu thủ. Nó giống như kiểu những cuốn sách gối đầu giường. Vì các cầu thủ phải hiểu cơ thể của mình, phải hiểu xem là mình đang rơi vào tình trạng như thế nào để chúng ta có những giải pháp phù hợp. Thì nói thật là các cầu thủ phải có kiến thức thì họ mới chăm sóc được. Ăn đồ ăn gì cho nó phù hợp, đúng không ạ? Và chúng ta tập như thế nào để hồi phục, tập như thế nào để tránh chấn thương. Đấy cũng là một cái mà các cầu thủ nên trang bị cho mình. Bởi vì đấy nó cũng là một cái điều quan trọng không khác gì những cái buổi tập bình thường. Thì mình nghĩ là đây là cái điều mà hiện nay bóng đá Việt Nam của chúng ta nó chưa có một cái ý thức chuyên nghiệp đến cái mức như vậy. Thì đấy cũng là điều mà chúng ta rất là mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ trở về những cái câu chuyện cụ thể hơn. Là có những cái trường hợp mà ví dụ như là Trần Đình Trọng nữa. Bạn ấy phải lên bàn mổ lần thứ 2 chỉ trong vòng có 7 tháng thôi. Và cái trường hợp như của Trần Đình Trọng hoàn toàn có thể tránh được nếu như chúng ta giải quyết tốt cái khâu liên quan đến xoay tua cầu thủ, cho cầu thủ cơ hội để nghỉ ngơi thì có thể sẽ tránh được chấn thương. Thủy đã từng khám cho Trọng rồi. Thủy đánh giá như nào về cái tình trạng chấn thương của Trọng? Cách đây 7 tháng thì bạn ấy có một cái tổn thương cổ chân, cái nhóm gân cơ mạn tính của cổ chân của bạn ấy. Bạn cũng đã, thực ra bạn cũng đau suốt hơn 2 năm thì cũng chưa có đủ các cái điều kiện để mà chữa lành hoàn toàn, bởi vì giữa tất cả những giải đấu thì cũng không thể là nghỉ ngơi hoàn toàn để điều trị nó dứt điểm được. Thì mình cứ dai dẳng, mình cũng vừa điều trị rồi mình vừa tập luyện, mình vừa thi đấu trong gần 2 năm đó. Em cũng có nói với bạn ấy, thôi bây giờ thì bạn ấy quyết định là phẫu thuật như thế là rất là tốt để làm sao mà dứt điểm được cái cổ chân đó, thì để lần sau thì nó được thoải mái hơn, không phải lúc nào cũng đá mỗi một bước chạy là một cái đau. Thì thực ra mà chăm sóc suốt ngày đấy thì suốt ngày đầu nghĩ đến cái chân đấy thì cũng rất là khó để bạn chơi được trong suốt khoảng thời gian qua, là đến một sự nỗ lực cực kỳ là vượt bậc của bạn ấy. Thế sau đó thì đến cái ca mổ thứ 2 này mới đây này, để riêng hồi phục cái chấn thương cái cổ chân đấy sau một ca mổ thì ít nhất thì nó cũng phải là 2 tháng rồi. Là 2 tháng sau đó rồi là phải lại còn phải tập luyện để cho nó tích lũy về cái sức mạnh rồi sức bền, mạnh nhanh mạnh bền kéo nó phải đầy đủ. Từ lúc mổ cho đến mổ lần 1, lần 2 mà sau ca mổ đúng là 7 tháng là thực ra bạn ấy cũng thi đấu như thế là cũng hơi sớm. Đấy, trong cái khoảng thời gian bạn phải đầu tiên bạn phải được hồi phục cái sức khỏe đầu tiên đã,
Thế sau đó thì mới tập lên từ từ để tích lũy. Thì cái này nó cũng, đây là cũng là cái mà cũng hơi đáng tiếc. Thực ra có thể Thủy cũng không tiện nói những cái câu nó quá mạnh mẽ, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sử dụng Trần Đình Trọng như thế là thực sự là nó rất là có hại. Nó hại cho Trần Đình Trọng, nó hại cho câu lạc bộ Hà Nội, nó hại cho đội tuyển quốc gia. Và thực sự thì chúng ta đã hơi có một chút gì đấy là đẩy các cầu thủ vào một cái thế nó phải chịu quá nhiều những rủi ro. Ví dụ như là chúng ta liệt kê từ vòng chung kết U23 châu Á đến bây giờ đã có rất nhiều những cái tấm gương rồi. Văn Thanh cũng chấn thương, đứt dây chằng. Xuân Mạnh cũng thế, đúng không ạ? Rồi Đình Trọng, rồi Duy Mạnh, rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà có lẽ là bộ phận y tế ở các câu lạc bộ họ chưa làm việc một cách đúng mức với cái quyền hạn của họ. Bởi vì trong tình huống đấy thì các bác sĩ nên cảnh báo cho huấn luyện viên trưởng là nếu như anh sử dụng sớm quá thì khả năng bạn này bị xảy ra chấn thương là rất cao, đúng không ạ? Thì thực ra trong trường hợp của Đình Trọng là trường hợp rất là đáng tiếc. Nhưng có những cái trường hợp ví dụ như Phan Văn Đức chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn biết là cái việc bạn đấy bị đứt hoàn toàn dây chằng là điều chỉ diễn ra trong ngày 1, ngày 2 thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không tránh được cái việc đấy, thưa bác sĩ? Đối với chấn thương của Văn Đức ấy, thì trước đây sau khi mà Văn Đức bị chấn thương cái đầu gối ấy, thì cũng qua lên chỗ trung tâm chúng em để kiểm tra, thì bạn ấy đứt tương đương với cái độ 3 của cái dây chằng bên dày, cái dây chằng bên trong này. Đấy. Đấy, rồi là độ 1 cái dây chằng chéo trước và một chút của cái trụ thiên trong. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng khoa học y học thể thao của trung tâm huyện đại thể thao quốc gia của chúng em, thì cũng đã có cái chỉ định là tức là điều trị tích cực cho bạn đấy, rồi là nẹp, rồi là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, rồi tất cả mọi cái, và tập phục hồi để làm sao mà được bảo tồn được tốt nhất cho bạn ấy. Thế nhưng mà bạn ấy cũng cũng muốn là thôi em cũng không tiêm, không làm cái gì khác đâu, em về em tự siêu âm rồi em tự chăm sóc ở câu lạc bộ của em. Thì bạn ấy cũng chia sẻ thì là em cũng chăm sóc, thế nó cũng đỡ dần. Rồi là cũng tự tập tất cả mọi cái, tự tập đến mãi về sau này thì bạn ấy mới qua VVF tập hồi phục thêm một chút nữa. Thì đối với bạn ấy thì là cần phải làm nhiều hơn thế, cần làm nhiều hơn thế thì mới có khả năng mà bảo tồn được cái đầu gối đó, cũng như là để quay lại được cái thể thao với cái cường độ cao được. Vì thực ra cái môn bóng đá là một cái môn mà sử dụng cái nguồn thể lực nó phải cực kỳ là lớn, rồi là hoạt động thể lực cường độ cao với cái thời gian cũng khá là dài, 90 phút đấy, rồi để mà đá được như thế phải tập luyện rất là dài nữa. Thì như thế là bạn ấy cũng chưa đạt được những cái yêu cầu từ chăm sóc y tế cho đến cái việc là tập phục hồi hay cái thời gian nghỉ ngơi được phép của nó. Đó là lý do tại sao gần đây thì vừa rồi bạn cũng mới bị chấn thương lại thì nó bị tệ hơn rất nhiều. Thực ra cái trường hợp Phan Văn Đức thì em cũng rất là tiếc các bạn ấy. Mà trường hợp của Đức là trường hợp mà chúng ta hai anh em mình cũng đã nói với nhau là cái chuyện mà Phan Văn Đức khả năng là chấn thương nghiêm trọng nó chỉ đến theo cái kiểu là chờ đợi cái thời gian này nó đến thôi. Và quả thật là sau khi bạn ấy quay lại Sông Lam Nghệ An để tập thì đến buổi thứ 3 thì bạn ấy bị đứt hoàn toàn. Và cuối cùng thì khi mà sang Sinh thì các bác sĩ ở Singapore lại nói rằng là cái chấn thương của bạn đấy thực ra là nó còn nặng hơn so với họ chẩn đoán ban đầu. Tức là cái chấn thương của Phan Văn Đức nó diễn tiến theo một cách rất là tệ. Và nó tệ là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đã giao cái quyền quyết định cho cầu thủ, một người họ thực sự là không am hiểu về y học. Lẽ ra trong trường hợp này là phải là bác sĩ, phải là câu lạc bộ. Em cũng thấy rằng là cái điều đó là cái khiếm khuyết của chính bản thân mình hay đội ngũ y tế nói chung. Tuy nhiên thì nhiều khi được mở ngoặc ra rằng là nhiều khi cũng rất là khó để mà chỉ định cho một ai đó cần phải làm những cái gì, thì điều đầu tiên thì phải được sự đồng ý của người ta. Đó, phải được sự đồng ý của họ. Chứ còn không thể nào mình chỉ định như thế này là bắt họ phải theo. Cái việc đó là không thể. Phải được sự đồng thuận của giữa hai bên. Còn nếu như mà bạn ấy, mình mặc dù là biết thừa rằng là cái này nếu như mà không làm thế này, không làm như kia thì sẽ nguy hiểm rất nhiều. Cụ thể nhưng mà cái trường hợp như của Văn Đức đã được dự đoán trước,
Nhưng mà vì bạn ấy không đồng ý thì cũng không ai có bất kỳ ai có quyền để can thiệp vào việc của bạn ấy cả. Giải pháp cho việc này nó sẽ là như thế nào, thưa bác sĩ? Giải pháp cho việc này thì tức là phải giáo dục chung về cái tư duy cũng như sự hiểu biết để chăm sóc sức khỏe bản thân cho mỗi một con người, chứ không phải chỉ riêng vào một mình các cầu thủ. Anh thấy rằng như là tất cả những cái bạn trẻ ở trên thế giới, ở những nước phát triển ấy, từ nhỏ cũng đã được đào tạo là bị thế này là phải làm thế nào. Những đứa trẻ rất là nhỏ có thể nó hơi đau nhẹ cái cũng tự biết vào tủ lạnh lấy quả táo hay lấy viên đá chườm ở chỗ đau rồi, hay là chỗ nào mà nó chảy máu cũng biết phải làm thế nọ làm thế kia rồi. Cái kỹ năng sống nó rất là tốt. Đây của nói chung là đây là nó không phải là chỉ một cái mảng về mảng y tế nói riêng nữa, mà nó liên quan đến cả một ngành đào tạo của cả một cái xã hội, chứ cũng không phải là chỉ một cái diện nhỏ. Tôi rất đồng cảm với cái câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Thực ra là nó liên quan đến đào tạo. Nhưng mà ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy đây là một cái cách mà chúng ta liên thông. Tức là cái thông tin của chúng ta nó không được thông suốt. Ví dụ như là bác sĩ phải làm việc với câu lạc bộ, và ông chủ câu lạc bộ huấn luyện viên sẽ phải là người đưa ra quyết định theo cái sự tư vấn của bác sĩ để giải quyết cái vấn đề cho cầu thủ. Chứ chúng ta không nên coi cầu thủ là một khách hàng để rồi họ quyết định có sử dụng cái dịch vụ đấy hay không. Thì tôi nghĩ là nếu mà như thế thì rất là khó. Bởi vì phàm là con người là chúng ta rất sợ những cái gì mà động chạm đến dao kéo, mà nói là phẫu thuật hay lên bàn mổ thì nó là một cái gì đấy rất kinh khủng với các cầu thủ. Nhưng họ lại không biết rằng đấy là cái con đường ngắn nhất hoặc là con đường duy nhất để giúp họ trở lại với cái phong độ đỉnh cao. Để bây giờ Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức đều được dự đoán là phải một năm nữa mới trở lại được. Trong khi nếu mà chúng ta biết tính toán trước, chúng ta có thể cho Trần Đình Trọng nghỉ hoàn toàn trong vòng 1 tháng rưỡi hoặc 2 tháng, thì chúng ta sẽ có sự phục vụ của Trần Đình Trọng trong cả một năm sắp tới. Mà đấy là một cái năm rất là quan trọng của chúng ta, có vòng loại World Cup, có SEA Games, có vòng chung kết U23 châu Á và quyết định luôn cái suất đi Olympic 2020 của chúng ta. Đấy, thì thực ra là chỉ cần một cái quyết định vào đúng lúc, đúng thời điểm và đúng người thì chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều những cái rủi ro. Bây giờ còn một số những cái nhóm cầu thủ ở cái nguy cơ rất cao, ví dụ như là Nguyễn Quang Hải, ví dụ như Đoàn Văn Hậu, là những cầu thủ mà thi đấu nhiều hơn bất cứ một ai trong 18 tháng vừa rồi, và tổng số trận đấu lên đến khoảng tầm 100 rồi. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy có một cái lời khuyến cáo gì đấy cho bản thân Đoàn Văn Hậu, cho Nguyễn Quang Hải cũng như là cho câu lạc bộ Hà Nội để họ có thể chăm sóc tốt hơn những cái nguồn tài nguyên quý giá nhất của bóng đá Việt Nam? Vâng, đấy thì qua cái chương trình này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là luôn luôn là lắng nghe cơ thể mình, phải thực sự là tôn trọng bản thân mình, tôn trọng sức khỏe của mình. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải tôn trọng các bác sĩ và phải nghe lời các bác sĩ, bởi vì hơn bất cứ một ai họ là người hiểu về cái cơ thể của các cầu thủ. Quan trọng nhất là mỗi một cầu thủ, mỗi một con người là phải biết được chính xác cơ thể mình đang cần cái gì và cần phải làm cái gì. Cái đấy thì là cái đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì nhiều khi không phải là các bác sĩ hay là bác sĩ giáo sư hay là huấn luyện viên hay bạn bè biết được cầu thủ chính xác là đang như thế nào. Nếu mà để mà biết chính xác được cần phải rất nhiều những máy móc, rất nhiều thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cầu thủ biết được cơ thể mình đang như thế nào và luôn luôn là tôn trọng cái khoảng thời gian hồi phục chấn thương và phương pháp điều trị chấn thương, cũng như là cái khoảng thời gian cũng như là những cái phương pháp để hồi phục sức khỏe. Cái đấy phải hết sức là tôn trọng nó và làm theo nó thì em nghĩ là khá là ổn. Với những cái tình trạng mà nguy cơ cao như là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, thậm chí là cả Đỗ Duy Mạnh nhá, thì bác sĩ Thủy có lời khuyên gì cho những cầu thủ này để có thể tránh được chấn thương? Đấy thì hiện tại thì bây giờ thì qua các báo chí các thứ thì em cũng có được biết rằng là tất cả những cái cầu thủ này cũng đã được chủ tịch câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên cũng đã đặt cách những cái mà để cho các bạn ấy tự điều chỉnh, cũng như là đưa ra những cái phương pháp về hồi phục từ dinh dưỡng rồi là nghỉ ngơi rồi chăm sóc của y tế cho bạn cũng được là khá là tốt rồi. Và chính bản thân các bạn ấy bây giờ thì cũng hiểu được một số về vấn đề là chăm sóc chính bản thân mình và làm sao để phòng tránh chấn thương thể thao rồi. Thì vì là các bạn ấy cũng được làm việc với các chuyên gia nước ngoài, hay như là chúng em cũng chia sẻ rất là nhiều trong mỗi lần tập trung đội tuyển,
thì anh nghĩ rằng là với cái việc làm lần này em thấy có vẻ là cũng tương đối đồng bộ giữa từ chủ tịch câu lạc bộ đến huấn luyện viên đến các bạn ấy, thì em nghĩ là cũng khá là ổn. Bây giờ chỉ nói chung là các bạn ấy luôn luôn là tôn trọng cái sức khỏe bản thân. Thưa quý vị, là chúng ta sẽ có rất nhiều những lý do để lý giải cho những ca chấn thương. Có thể là do chất lượng mặt sân, chế độ dinh dưỡng, thể lực, rồi sự quá tải, rất nhiều. Nhưng có lẽ là chúng ta nên bắt đầu từ cái nguyên nhân chủ quan nhất. Đấy là cái vấn đề liên quan đến kiến thức của chúng ta. Chúng ta đã hiểu về cơ thể của chúng ta chưa? Chúng ta đã được trang bị những cái kiến thức để bảo vệ sức khỏe của chúng ta hay chưa? Bởi vì xét cho cùng thì bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng đôi khi chiến thắng hay thất bại nó lại được quyết định bởi một cá nhân. Thành ra là mỗi một cầu thủ của chúng ta cũng là một tài sản quốc gia, mà các câu lạc bộ của chúng ta hơn ai hết là người đứng ra quản lý cái tài sản đó, thì chúng ta phải biết cách bảo vệ nó và phát huy nó. Và rất là cảm ơn bác sĩ Thủy. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta nói được một ít liên quan đến vấn đề về chấn thương thôi, nhưng mà tôi rất là hy vọng là các cầu thủ của chúng ta hãy lắng nghe cơ thể của mình, và nếu như có điều gì chưa hiểu thì chúng ta có thể liên hệ với bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, thì các bạn sẽ được cung cấp những cái kiến thức và những cái cách chăm sóc đúng nhất, và như thế là cái cách mà các bạn đã bảo vệ cơ thể mình một cách hiệu quả nhất. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy rất nhiều, và xin chúc cho các cầu thủ của chúng ta, từ cầu thủ chuyên nghiệp cho đến những cầu thủ nghiệp dư, luôn luôn mạnh khỏe để chúng ta có thể ra sân tỏa sáng, cống hiến cho bóng đá và giúp cho chúng ta mạnh khỏe hơn. Xin được cảm ơn rất nhiều.